nào bây giờ nói lại nào okay. xin chào các bạn xin chào các bạn hôm nay mình cả một bài học dành cho mình đây hôm nay mình vừa được cô giáo tặng vở hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ở... bộ ở... Ở học của mình đây là à con cá đây là con bướm đây là con cua đây là con ốc xoáng đúng rồi Thế Hôm con vật nào khác nhất? Ta con bướm Vì Đúng sao? vì nó sống ở trên cây cao Đúng rồi, tiếp Quả chuối là quả củ hành đi thì... Củ su hào Củ su hào thì giống dưới đất Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về củ, su hào nhé ừ, rồi tiếp, đây tiếp theo Này, chúng ta sẽ thấy giới thiệu với xe đạp xem đồ nào khác nhất nhé đúng rồi cái nào khác nhất là con đồng hồ tại sao vì ở, ở, trong nhà ừ còn những cái này là phương tiện giao thông đúng không đúng đi khoanh cái này ạ à. đúng rồi vào ô tô là rồi, rồi. Đen, đen xin chào các bạn bài học của mình đến đây là kết thúc xin chào các bạn hôm nay bài học của mình kết thúc